Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series tới game hỏa chiến Hồng Na Tô Mobile em nhỉ. Và trong clip này mình sẽ review qua cũng như sử dụng cái tài khoản top 1 server F175 BG Hoa Vô Sắc để chơi cái sự kiện này nha anh em. Sự kiện này sẽ diễn ra vào tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần vào lúc 19:30 tối hàng tuần anh em nha. Đó chính là sự kiện nàng ninja tranh bá này anh em này. Để tham gia sự kiện này thì anh em phải đăng ký trước nha. Bây giờ đã được vào được rồi anh em này, mình vào chơi nha. Vào đi chuẩn bị 19:30 là anh em vào chiến bem hết, bem đấm nhau đánh lộn tả xung hữu đột anh em ạ, phải gọi là đấm lộn cái bàn hết nha. Rồi mình đã vào được rồi anh em ơi. Bây giờ là nó sẽ tự sắp xếp đội hình ngẫu nhiên cho anh em và anh em chỉ việc AFK và đấm thôi. Địch thủ đầu tiên của mình chính là SNTL anh em ạ, đấm luôn. Sao phải cóng nhỉ, nhân 3 tốc độ lên đánh cho nhanh nha. Ây à, đánh đào đấy bạn này. Ây à, đấm chết ấy của mình rồi anh em ơi. Ây à. Được của nó bạn ơi, được à. Những cái đánh lâu dài này thì ây à. Ô đang đánh cái gì đây anh em? Địch chết hết rồi mà sao đang đang đánh cái gì đây? Đánh trận 2 anh em ạ. Địch thủ tiếp theo. Ồ, ủa. Căng quá. Bạn thì căng quá, địch thủ tiếp 2 là bạn Dragon anh em, bang chủ của bang Akatsuki server S175 nha anh em. Tính là cái server mình cũng đang chơi đấy. Nhưng chúng ta vẫn thắng nhau và vẫn được đánh tiếp. Bứng. Đấm luôn. Đấy, như các bạn có thể xem là chúng ta đánh nhau rất là gian, đánh nhau rất dai anh em nhỉ. Tình hình này là không ăn thua rồi. Địch thủ tiếp theo mẹ thiên hạ là các đội bạn đã dùng chiến thuật ruồi bua nhau nha. Một mình không thể làm gì được. Chúng ta đã bị liềng xiềng chết đi khá nhiều là đây, đồng đội của chúng ta đây thì còn lại trên đây người anh em ạ, cũng chết liềng xiềng đi khá nhiều, cũng mất đi nửa thanh máu rồi nha. Bây giờ chúng ta phải đánh tiếp địch thủ nào đấy, nó sẽ tự động sắp xếp cho đội chúng ta. Và hiện tại này đội bên mình đã được 151 điểm thưởng tích điểm nhận đấy. Chúng ta chỉ cần chơi cái hoạt động này đến 660 điểm thôi là có thể hoàn thành cái sự kiện này. Trong những cái phần thưởng ở đây nó thể điểm qua là nó cho mình đá huyền tinh này, đá rèn luyện, bát môn ngẫu nhiên. Đấy, mấy cái đá yêu này, mấy cái này để mảnh thần trang, linh thần trang này, chế tạo vũ khí thần trang này, sách tẩy túc mệnh này, mảnh thiết kế giới hạn dùng để tăng cấp thiết kế giới hạn. Cái này tách ra cái cục thiết kế để với nhau tách ra cũng quá này. Còn cái này là để tăng vật tổ này, đan lĩnh ngộ này. Đấy, rất nhiều đồ linh tinh. Đây là các đá đan tăng bát môn và linh thần ninja. Ngoài ra thì còn có cái mảnh mộc diệp cam, rất nhiều đồ linh tinh anh em ạ, chủ yếu vào đánh nhau cho nó vui thôi. Nhưng mà quan trọng gì cái đồ bây giờ đúng không em? Mình bây giờ là đứng gọi là đầu thiên hạ rồi, và cái lên server này là mình không có địch thủ rồi. Quan trọng gì mấy cái đồ đấy đúng không? Nào, các địch thủ các anh em cứ bơi hết về đây cho tôi. Rồi lại thắng rồi em ơi nha. Ôi giời, lại thắng rồi, chưa kịp đánh đã thắng rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình cứ AFK đây nha. Có khi là mình treo cái võng đây, mình ngủ thôi anh em ạ. Sau khi kết thúc cái sự kiện này thì chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây nha. Đợi bạn nào đó chết mình để mình có thời gian hồi sinh lại. Đấy, mình mắc võng là mình ngủ đây anh em nha.
Ôi, không được ngủ rồi anh em ơi, thua rồi anh em ơi. Chúng ta đã thua. Và không ai khác đó chính là bạn FSNTL, địch thủ ban đầu mà đã đấm chúng ta anh em ạ. Xem lại nào. Chính xác anh em ạ. Chúng ta bị đấm. Đấm. Đội bạn đã trả thù được. Quân của chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề qua những địch thủ khác nha. Bây giờ chúng ta sẽ đợi hồi sinh lên và kiếm điểm thôi anh em. Tất cả những người chơi này phải chết thì nó sẽ chúng ta sẽ đẩy lên. Nó sẽ vòng tròn này anh em này. Đấy, để ý nha. Lên 3 server và nó sẽ chia thành hai team, team xương và team lá. Đấy, sau nó cứ xếp team này đến khi nào đánh hết một vòng rồi nó sẽ đẩy xuống anh em chết, bị đẩy xuống cuối cùng. Xong nó cứ đẩy lên đấy. Đấy, mấy ông này chết đi là mình lên mình gánh cho. Ví dụ mà anh em mạnh quá đấy thì anh em cứ đứng ở trên mã rồi đánh cho team kia không pha một điểm nào luôn anh em ạ. Hiện tại là nó cũng xếp team này cũng khá có những tên tuổi tai to mặt lớn có thể cạnh tranh được, gọi là mưa lâu nó cũng thấm anh em ạ. Bạn đánh lâu thì mình cũng bị dính thấm, gọi là tí đam, như kiểu anh em gãi nhiều thì cũng bị sức da anh em. Anh đã hiểu cái cơ chế của cái sự kiện này chưa? Ví dụ đánh chết ông này nhá thì ông này chết bị đẩy xuống dưới cùng mà. Đấy, xong rồi đợi những người trên kia đánh chết thì lại được đẩy lên, như đây bên của mình này. Mình vừa chết là mình đã bị đẩy xuống này. Đấy, bị đẩy xuống thế này. Và tí nữa mình sẽ được đẩy lên nha. Điểm anh em ạ, farm rất nhanh. Cái này sự kiện này thì anh em chỉ cần farm đến 660 điểm thôi, nhiều hơn cũng chả được điểm gì nữa. Là 4 ông nữa là mình sẽ được đẩy lên thôi anh em ơi. Mình sẽ trở lại với sự lợi hại gấp 10 lần. Như xếp team này thì mình có thể bui những cái con team, những cái thằng mà nó bút máu nha. Vì đánh nhau dai dẳng này ấy. Ví dụ mình mạnh quá rồi ấy, thì mình chơi những cái thể loại bút máu đi. Tăng thường toàn đội rất phù hợp với đánh con Minato lên anh em này. Đấy, khi kết thúc lượt này nó tăng máu toàn thể lên 20%, còn thể độ lên 20% thì này mất KMNR nó tử luôn cả team anh em nha. Ba lượt mà úp máu lên thì cực kỳ ngon luôn, xịn sò luôn. Cái này mà đi đánh cái có bản này thì đúng là các bạn chỉ có việc đứng khóc thôi anh em ạ, không được điểm nào luôn. Bù những cái con nó bút máu thật tim thì thôi rồi. Bút máu sau tim sau lượt đánh còn tăng vào khả năng hút máu nữa thì Minato truyền thuyết huyền thoại làng lá này đúng là số 1 anh em ạ. Trong lúc chờ đợi chúng ta có thể check qua skin của những cái con tướng này nha.
tại thì chỉ có nick của bạn là pha cu sắc này mới có thể sở hữu được thôi, còn nick của mình thì siêu cùi nha, không đáng để cái tới ở đây. À, đây cũng tăng hút máu toàn đội anh em này, đây hồi hút máu toàn đội bằng 15%, tầng su nết đây cả, nhưng mà tầng su nết chỉ là phẩm cao thôi, phẩm này chứ chưa phẩm đỏ chứ nha, chưa phẩm cam. Mấy con này là thuộc loại công rồi, nhưng Sasuke siêu cấp là bốc tốc này, bốc tốc này thì cực kỳ là thích cho Kaoya. Đây là sát thương nhá, thanh trắng này là trúng độc anh ạ, trúng độc siêu bạo. Thế chỉ có Minato đánh cái này là theo mình là cực kỳ ngon, nó sẽ làm cho mình sống cực kỳ dai luôn. Qua mỗi tim búp máu lên thì như hổ mọc thêm lông thêm cánh này. Rồi bây giờ lại đến thời gian AFK leo lên giường ngủ của mình cho anh em nha. We'll be right back.
Ồ, mình bị chết rồi anh em ạ. SFNTL thực sự là một địch thủ đáng tầm anh em nha. Bạn này có vẻ mạnh đấy, bên server khác anh em ạ. S177 nha anh em. Bên mình không soi được sức mạnh nhưng mà mình nghĩ cũng khá là ra gì vào này nọ đấy. SFNTL của server S177. Đấy, chà, có phải ghê anh ạ, cũng có thể kéo được team của mình lên. Đừng cho vào, không cho vào lên 660 điểm đâu nha. Điểm là được nhận mấy cái đan bắt bôn này rồi. 540 điểm anh em ạ. Còn mấy phút nữa biết đâu lại phao lên được 660 điểm. Oh my god. Phá, phá anh em ơi. Anh em chết hết đi, để tôi lên, để tôi lên. Video lần này của mình cũng khá dài các bạn, mình đã chơi hết luôn toàn bộ cái thời gian, hết thời lượng của cái sự kiện này nha. Kiện này là sự kiện làng Linja tranh bá nha anh em, diễn ra vào lúc 19:30 tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và đây thì ba server nó sẽ gộp lại và nó sẽ chia làm hai làng anh em nha, chia làm hai bên đối đầu với nhau, đánh nhau để lấy điểm, chia ngẫu nhiên. Ai chết thì nó sẽ bị đẩy xuống bên dưới và người bên dưới sẽ đẩy lên cho người bên trên. Khi đánh chết thì người bên trên sẽ đẩy lên, nó cứ đẩy lên thế thôi. Bên kia farm được 640 điểm anh ạ, 660 điểm nữa là hết quà nha. 660 điểm rồi. Oh no, Dragon này nào mà server của mình em ạ. 175. Sự kiện cũng sắp kết thúc rồi. Video của mình cũng sắp kết thúc rồi. Một phút nữa đâu, một phút đếm ngược em. À, hình như không phải em ơi, thời gian sự kiện nó phải đến 8 giờ hay sao ấy. Thì là 10 phút nữa mới hết cơ. Mình cứ tưởng 20 phút, thực ra là 30 phút anh em ạ. Nên thôi, video của mình cũng dài quá là mình cũng xin dừng clip tại đây anh em nha. Để nghỉ ngơi cho anh em, nghỉ ngơi dài quá. Trước mặt này cũng có thể bị cản phá nha anh em. Em một ống nữa chết là mình lên này, cũng qua được 1.000 điểm rồi. Không phải là mũi thiên hạ được anh em nha. Bên kia nó cũng chia ra ngẫu nhiên, có những cái địch thủ nó cũng gần bằng mình ấy, gọi là cũng kém mình đôi chút, cào cấu nhiều thì mình cũng bị thương nha, cũng không phải là bất thân thể bất bại bất hoại được.
Còn anh em nha, nếu anh em là fan của tựa game Naruto hay cả yêu thích hỏa chiến cùng Naruto Mobile thì có thể để lại một like và đăng ký kênh cho mình nha. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo để đón xem những video clip mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, see you again, bye bye.